Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tiếng Đạt của em. Hôm nay chia sẻ cùng quý khán giả một cái thông tin về một cái nhân vật rất là nổi cộm, hiện đang nằm trong cái danh sách bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo, đó chính là Bảy Gà. Nếu ai theo dõi trong câu chuyện drama của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta không lạ lẫm gì đối tượng này. Bảy Gà là một cái nhân vật rất là lưu manh, ăn nói chuyện thì rất là tục tiểu, bẩn thỉu, thiếu giáo dục, khiến tôi phải xếp Bảy Gà nằm trong cái danh sách bốn người đàn ông chửi bới tục tiểu bẩn thỉu nhất vào phía gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng trước khi đi vào cái nội dung thì chia sẻ cùng quý khán giả một cái thông tin rất là nóng được đăng trên trang báo Công an Nhân dân. Cái thông tin này cần lắm chúng ta tham khảo và hiểu biết, nếu không thì rất dễ gặp rủi ro về vấn đề pháp lý. Kính thưa tất cả quý khán giả, ngày hôm qua thì Công an tỉnh Hải Dương chính thức khởi tố 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Mà cái lỗi những người này gây ra đó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hài hước. Cái này là thường người ta nói là chơi bạo lấy tiếng ngu đó. Mà một số người đó giàu có, đặc biệt là một số cái TikTok và Facebook rồi đó, họ muốn câu like câu view và muốn nổi tiếng mà họ không biết làm sao để nổi tiếng. Rồi một cái đám cưới đi rước dâu, nguyên một đoàn xe đậu giữa đường cao tốc rồi kéo với nhau xuống để chụp hình. Bây giờ tôi đặt ra cái câu hỏi, đặt thí dụ á, mấy cái xe lớn á, tôi không nói là xe nào, cái Thắng thì chạy đó, tôi nói với khán giả cái đường cao tốc chạy thì tài xế nó đâu có gà cái chân Thắng vào đâu. Từ khi có cái sự cố, tài xế nó mới để cái chân lên, cái chân Thắng. Còn nếu không có bất cứ một cái sự cố gũi go cản trở gì ở phía trước đó, thì tài xế nó đạp chân ga. Tại vì cái chân phải là chỉ là đạp ga với đạp Thắng. Mà bây giờ đang đạp ga thì đạp Thắng làm gì? Khi nào có cái sự cố mới đạp. Rồi tôi nói đến khi mà đạp Thắng đó, mà cái Thắng nó không, cái phanh mà nó không ăn đó, hoặc là nó bị lỗi bất cứ một cái thứ gì kỹ thuật, gọi vậy là đám dỗ dồn luôn hay sao? Đúng không? Bởi vậy chơi bạo lấy tiếng ngu đó, kéo nguyên một đống xuống đường cao tốc đó, bu ở đó rồi chụp hình để cho công an khởi tố hết trơn. Bây giờ quý khán giả thấy ăn đám cưới hết ngon không? Bây giờ ăn cái gì đó? Phải nói là ăn quần luôn á, chứ ăn cái gì? Thì đây tôi mời quý khán giả cùng tham khảo trên bài báo của Công an Nhân dân nha. Vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh, khởi tố Hải Ê Đồ và ba đồng phạm. Hải Ê Đồ ha, Hải Ê Đồ thì chắc cái này là TikToker hay là Facebooker gì rồi. Ngày 18 tháng 5, Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 bị can gây rối trật tự công cộng trong vụ là đoàn xe rước dâu bằng xe sang dừng đổ phương tiện trên tuyến đường trục Bắc, tuyến đường trục ha, Bắc Nam để chụp ảnh. Đấy, quý khán giả thấy, và người ta để ở đây rất nhiều những cái hình ảnh nha, liên quan đến một cái đoàn xe sang mà đậu giữa đường ở đây để chụp hình, thì tôi thật sự không hiểu nổi. Không có cái gu nào mà hơn cái gu nào hết. Theo cơ quan chức năng, chiều ngày 21 tháng 4 thì tính ra hôm nay nó là gần một tháng rồi. Cơ quan chức năng ta cũng vào cuộc, người ta mời những cái nhân vật có liên quan lên để người ta xác minh đâu đó cụ thể rõ ràng ai là cái người bày đầu ra cái thông tin này, thì người ta sẽ bắt cái người cầm đầu. Ngày 21 tháng 4 đó, đường trục Bắc Nam, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Phạm Đức Hải, thường gọi là Hải Ai Đồ, đã có hành vi xúi dục một số đối tượng khác dùng cùng thực hiện hành vi sử dụng xe ô tô đổ xe giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang, đổ giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang luôn trên đường để chụp ảnh, gây bức xúc cho những người tham gia giao thông và quần chúng nhân dân ở địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng ha. Căng hàng ngang luôn, đường này không phải đường cao tốc nha quý khán giả, không cao tốc nha. Thấy có xe máy dăng hàng ngang mà đường lộ luôn, rồi bắt đầu không cho xe chạy, rồi bắt đầu dâu rể gì bắt đầu xuống kéo nhau, xuống nhau xuống chụp hình ha. Thật sự với cái này tôi nói thật với quý khán giả, chứ cái này là gọi là chơi bạo lấy tiếng ngu. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát kiểm tra xác minh vụ việc. Quá trình làm việc tại cơ quan công an thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đó quý khán giả thấy không? Nó có lợi lộc gì đâu. Đúng không quý khán giả? Nó chả có cái lợi lộc gì chứ. Nó chả có một cái bức ảnh đẹp nào. Nó chả có một cái thiên đường nào. Mà chúng ta cũng nổi tiếng lên những cái like, cái view chúng ta cũng chả được gì. Mà chúng ta làm phiền hà cho người dân.
và chúng ta tạo lên một cái sự bức xúc của dư luận, rồi chúng ta làm thêm nữa, mất thời gian công sức của cơ quan chức năng nữa. À, chúng ta vi phạm bằng cái cách là phải nói là không có đáng có, không đáng có. Thay vì mình để những cái việc đó mình làm những việc có ích cho xã hội đi, hay là mình làm những cái việc gì khác có thể nổi tiếng hơn, người ta có nhiều cách để nổi tiếng. Mình bày chi mà xe cổ mà đậu mà chắn ngang đường lộ được, trời ơi, làm đủ thứ hết trò chuyện trò. Thật sự tôi nói quý khán giả thì rất là bức xúc, nhưng mà dù sao thì cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc rồi nha, cũng đã khởi tố rồi, thì bây giờ mình để đó cho cơ quan chức năng đã xử lý đi. Quay trở lại về cái chủ đề chính trong câu chuyện ngày hôm nay, bà nói về cái nhân vật là Kim Mao TV Hoàng Ngọc trong cái kênh YouTuber mà được bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Kính thưa tất cả quý khán giả, trong cái danh sách bà Hằng tố cáo đó, nó có 18 cái tên. Mà trong đây là Đinh Lan, Đinh Lan và Lan Đinh là hết 2 cái tên này, tổng cộng là còn 17. Và Bảy Gà là cái kênh YouTube Kim Mao TV Hoàng Ngọc, bây giờ sửa lại là Kim Mao TV Thích Sự Thật. Đó, vừa rồi thì Kim Mao TV Thích Lương Thiện, rồi bây giờ là Thích Sự Thật. Cái sự thật là bà Hằng bà làm cống hiến giúp đỡ cho xã hội năm nay đã 9-10 năm rồi. Không có ai dòm ngó chứ. Bao nhiêu công lao công sức của bà Hằng phải nói là đổ sông đổ biển sạch sẽ hết. Và cũng trên cái kênh YouTube này và cái kênh YouTube trước kia xóa sạch sẽ trơn rồi. Bây giờ xóa tổng cộng xóa trơn rồi quý khán giả. Không có chừa gì trơn á. Chừa lại một mớ thôi nha. Chừa lại một mớ gọi là cái video ngắn thôi. Cái video shop thôi. Chờ lại rất là nhiều video shop ha, 100 mấy chục cái video shop. Và những cái đoạn video mà cái video mà đăng lên như video tôi đó thì chờ lại khá quý khán giả, chờ lại ít thôi, một số thôi. Mà những cái video mà liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đó xóa sạch sẽ hết trơn, xóa sạch hết, không có cái video nào, để một vài cái video thôi, ngắn ngắn 3 phút, 4 phút, 1 phút, 29 giây, và không còn nữa quý khán giả. Những cái video mà nói về hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng đó xóa sạch hết trơn rồi ha, quý khán giả thấy xóa hết trơn rồi. Và trên cái tab cộng đồng á, Bảy Gà cũng xóa luôn nha. Những cái video, cái tab cộng đồng mà Bảy Gà chửi bới xúc phạm vào phía bà Nguyễn Phương Hằng đó là xóa sạch hết trơn rồi. À, chúng ta thấy ha, chơi á, chơi thì miệng hùm găng sứa, chơi thì giỏi lắm. Chửi bới gia đình bà Hằng suốt hơn 3 năm trời. Tôi nói là dư luận và cộng đồng người ta cực kỳ bức xúc về cái nhân vật Bảy Gà Kim Mao TV này. Và vừa rồi thì tôi nghe là Bảy Gà bị cơ quan chức năng triệu tập lên làm việc 2 lần rồi. 2 lần rồi đó quý khán giả, triệu tập lên làm việc. Cái lần đầu tiên á thì về còn rất là ngông cuồng, rất là ngông, ngông lắm. Đến cái lần thứ hai là từ cái lần thứ hai trở về đây đó là về không dám live stream nói về bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Cái lần thứ hai. Và đến cái lần thứ ba này là về là xóa sạch hết trơn tất cả những cái dấu tích liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. À, quý khán giả thấy không? Trong lúc này là cái lúc bà Hằng đang thi hành án 2 năm 9 tháng tù. Mà bây giờ những cái nhân vật mà hiện đang bị bà Hằng tố cáo, quý khán giả thấy bây giờ nó xóa hết tất cả những cái đoạn video rồi. Thì chúng ta thấy có phải đây là một cái sự thiệt thòi cho gia đình bà Hằng hay không? Mình suy nghĩ lại thật sự rất là tội nghiệp. Cái kênh YouTube này thì chừa lại là 100 tổng cộng là 160 video. Nhưng mà trên cái video shop đó là xóa nhiều dữ lắm rồi. Còn lại video shop để coi tầm có khoảng 10, 22, 34 và có khoảng là 60 video shop. Còn những cái video nguội đó thì còn một số. Và những cái video nói về bà Nguyễn Phương Hằng live stream chửi bà Hằng đó, những video live stream chửi bà Hằng đó bây giờ xóa nhiều lắm rồi, còn lại chỉ có một ít video thôi. Lúc trước thì quý khán giả biết á, là chửi bà Hằng phải nói là kinh thiên động địa luôn, chửi không từ bất cứ một ai. Thằng Bảy Gà này thì phải nói nó chửi bà Hằng á, quý khán giả nó chửi con đờ này con đờ nọ, rồi con nghiệp xúc này con nghiệp xúc kia. Nhưng mà từ ngày mà nó lên cơ quan chức năng lần thứ hai thứ ba đó thì về chúng ta thấy thằng Bảy Gà này nó ngoan ra, có thấy luôn quý khán giả, nó rất là ngoan, phải nói thằng Bảy Gà này nó ngoan lắm. Và tôi cũng mong rằng cơ quan chức năng bên phía phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đó thì cần lắm xem xét cái kênh YouTube mà có cái tên là Kim Mao TV ha. Kim Mao TV Thích Sự Thật và Kim Mao TV Hoàng Ngọc nha.
cái kênh Kim Mao TV Hoàng Ngọc thì xóa, chỉ còn có 15 cái video thôi. À, kênh Kim Mao TV Hoàng Ngọc có thì 13.200 người đăng ký, xóa sạch hết, còn chừa lại chỉ 5 cái video. Và cũng chính cái kênh Kim Mao TV Hoàng Ngọc này là cái kênh đang bị bà Hằng tố cáo nha. Cái kênh này đang bị bà Hằng tố cáo. Một cái video ngắn 3 phút, hai cái video shop là 3 đúng không? 3 thì còn lại là 13 cái video nha. 12 cái video, 12 cái video livestream. Còn lại tất cả gỡ hết trơn. Liên quan đến những cái video chửi bà Hằng, xóa sạch hết trơn. Hằng này nó có hai cái kênh nha, hai cái kênh cho quý khán giả, hai kênh. Và cái video gần nhất bà Bảy Gà còn lưu lại đó là 2 năm nha, chỉ có 2 năm thôi. Nhưng mà tham gia trong câu chuyện chửi bà Hằng tính đến nay là nó đã hơn 3 năm rồi. À, nó hơn 3 năm rồi. Và Bảy Gà đã bị triệu tập nha, đã bị triệu tập 2 lần rồi nha. Mà tôi gần đây thì tôi nghe nói là triệu tập thêm một lần thứ 3 nữa. Mà tôi chắc chắn cho quý khán giả rằng á, cái lần mà triệu tập gần nhất ở đây là Bảy Gà đã xóa hết video. Và Bảy Gà không nói về bà Hằng nữa thì chắc chắn cũng có một cái sự vào cuộc, cái làm việc của cơ quan chức năng và cũng có một cái sự cam kết với cơ quan công an rồi, cho nên Bảy Gà mới xóa nha. Bảy Gà mới xóa, mà xóa này cũng không chạy khỏi đâu, tại vì cái kênh này những cái đoạn video mà bà Hằng nó tố cáo thì bây giờ nó còn nằm trên cơ quan công an. À, mà khi bà Hằng bắt về đó thì những cái đó quý khán giả biết, lúc bà Hằng bị bắt tạm giam đó thì bà Hằng đâu có lưu video được đâu, bà đâu có ngoài đâu lưu video. À, từ cái ngày mà bà Hằng bị bắt tạm giam đến nay ha, Bảy Gà nó chửi bà Hằng còn khủng khiếp nữa. À, chửi khủng khiếp lắm. Nên tôi rất mong sẽ có khoảng thời gian sắp tới đây mà bà Hằng bà về đó thì bà phải cho thằng này thêm một cái đơn hoặc là cái gì đó là khởi tố bổ sung nha, khởi tố bổ sung về cái thằng này. Nên quý khán giả yêu cầu khởi tố chứ không phải là khởi tố bổ sung, yêu cầu khởi tố thằng này, một cái thằng rất là lưu manh. Và tôi cũng mong rằng cơ quan chức năng ha cũng sẽ xem xét được cái kênh YouTube này, chứ không có để mà nó lộng hành như vậy, nó muốn nói ai nói, nó muốn làm gì nó làm, chửi bới không còn cái ngôn từ nữa. Tôi nói quý khán giả rất là bức xúc, kể cả cái người dân bình thường mà người ta theo dõi trong câu chuyện này, thậm chí các đối tượng bên kia cũng vậy. Khi xem mà Đinh Lan và Bảy Gà chửi bà Hằng như vậy đó, về tôi nói quý khán giả, về luật pháp cũng không có được phép, mà về cái đạo đức, cái nhân cách của con người chúng ta cũng không được phép làm vậy. Bà Hằng bà đã ngã ngựa rồi, bà đâu có còn tác động đến với ai đâu. Nếu mà chúng ta nói là phản biện bà Hằng, trước kia bà Hằng bắt còn thì chúng ta phản biện. Còn bây giờ không có về cái đạo đức con người đó, không có ai mà đi phong sát cho người ta tới ngã ngựa, tới thăng tàn ma dại. Thậm chí là báo chí đăng thông tin bà Hằng ở trong tù, trong trại giam á, ốm 20kg nó cũng đem ra nó chửi. Đó. Rồi đăng con bà Hằng đưa 10 tỷ bảo lãnh nó cũng ra nó chửi. Bất cứ một cái gì nó cũng ra nó chửi bà Hằng hết. Thế thì phải nói là cái câu chuyện quá bức xúc. Và cũng mong rằng cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết những cái đơn, củng cố cái hồ sơ, nếu mà có đủ căn cứ thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can, còn nếu không có thì cũng phạt hành chính. Và cũng rất mong truyền thông báo chí cập nhật những cái thông tin liên quan đến câu chuyện chị Hằng, chứ bây giờ lúc trước đưa thông tin dập về bà Hằng, rồi bây giờ xong xuôi trơn những đơn tố cáo bà Hằng đó không có ai đưa hết trơn, thì thấy vậy dư luận người ta bức xúc lắm. Tại vì đưa bà Hằng mà không đưa các đối tượng khác, người ta đâu có chịu. Mà trong khi là bà Hằng là một người phụ nữ đó, mà có hàng trăm người đàn ông công kích bà Hằng như vậy, sao chịu nổi. Bảy Gà là cái nhân vật đứng đầu, tiếp theo đó là Tấn Trầm, Lê Minh, Sự Thật TV là thằng gian chăn dịch đó. Bây giờ tôi nói thẳng luôn, vợ con mấy ông mấy bà mà bị người ta chửi vậy, mấy ông mấy bà cũng cảm thấy bức xúc nữa. Đừng có nói mà dựa những cái thằng này. Mà cái thằng này nó đâu phải nó chửi riêng bà Hằng đâu, nó chửi nhiều người lắm. Gần đây thì nó đăng thông tin lên, nó chửi Phật giáo nữa nè, chửi giáo hội Phật giáo Việt Nam đó. Không phải là nó chửi riêng bà Hằng. Mà quý khán giả chú ý đi, những cái nhân vật mà công kích bà Hằng đó, tôi nói ha, hầu như là hết 70-80% là trước kia nó có làm trong cái cơ quan này cơ quan nọ. Bây giờ tôi dắt một số người nè cho quý khán giả. Thằng Bảy Gà nó nói trước kia làm báo nè, cái con cao tốc bốn làng trước kia cũng làm báo nè, Trần Đình Thu trước kia cũng làm báo nè, thằng Thám Tử Cao trước kia làm công an nè. Đó. Rồi nghe nó Phan Phong mà tôi chưa biết nha, biết Phan Phong có không. Rồi Ni nè, bị đình chỉ nè, bị đi xuống là phát hành báo nè, đánh đồng nghiệp trong tòa soạn báo nè. À, ông Sĩ nè, gắt gói lu bu về cái vụ mà liên đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long nè, lúc trước nè,
Đó, tôi nhắc lại một số cái nhân vật thôi, sơ sơ thôi, là quý khán giả đã biết nha. Thái Văn Đường nữa nè. À, bây giờ quý khán giả nhìn đi nha. Rồi Nguyên Vũ nè, nhà báo Nguyên Vũ nè, bị phạt 5 triệu, 5 triệu gửi gì chung với 5 mực đó. Đó, tôi nhắc rồi quý khán giả nhớ đi, chúng ta nhìn lại. Tại vì những cái nhân vật này trước kia nó làm trong cơ quan. Đó, rồi khi mà có sai phạm, có cái này cái kia đó, cho nó nghỉ đó. Rồi nó bắt mãn chế độ. Nó mượn cái câu chuyện của bà Hằng để nó chửi, nó công kích, nó chống phá nhà nước. Tôi hỏi quý khán giả đó, có ai mà một người mà phản động mà đi cống hiến giúp đỡ tốt đẹp, sống tốt đẹp, sống có giá trị như gia đình ông Dũng bà Hằng hay không? À, con Thanh Trần nữa, tôi còn thiếu nha quý khán giả, tôi bổ sung thêm con Thanh Trần nữa. Phải có con Thanh Trần nữa mới chính xác. Con Thanh Trần là nhân vật chính à. Nha, nhân vật chính á, không nhắc Thanh Trần là không có được đâu nha. Đó, Thanh Trần với Đinh Lan là hai cái vai chính đó. Rồi con Hoàng Kim Dung nè, trước kia giải gói làm giàu nè, bị người ta bạch mặt đài VTV1 dập mặt nó ra nè, nó là một con đa cấp lừa đảo nè. Đó, còn ai nữa quý khán giả bổ sung vô thêm cho tôi nha. Năm Mực đó nè, Năm Mực đó thì không có nha, Năm Mực còn làm trong đó bình thường. Năm Mực thì bình thường mà không biết cái tư tưởng có gì không thì đó mình không biết nha, mình chưa thấy xuất hiện thông tin gì hết. Nhưng mà tôi nêu lên một số cái tên để cho quý khán giả nhìn vào những cái nhân vật này và chúng ta có một cái sự nhận định. Một số người này trước kia là bất mãn đó, tôi khẳng định cho quý khán giả bất mãn. Rồi như ông Trần Đình Thu là tôi thấy ông bất mãn chế độ rõ ràng luôn đó. Ông nói trước kia ông ủng hộ ta đa nguyên đa đảng đó, tam quyền phân lập đó, giờ ông không ủng hộ nữa. Đấy, chính tôi video tôi có luôn ở đây đó, thì tôi liệt kê ra thêm một số cái tên là quý khán giả thấy, quý khán giả sẽ cảm thấy giật mình, đúng không? Tại vì những cái nhân vật này đặc biệt là bị cơ quan chức năng nhà nước người ta đã có xử lý cho rồi. Và con Trang Mắm Tôm nữa cũng đang bị án treo 9 tháng trời nữa, về chống sang người thi hành công vụ nữa. Đó, thằng Đồm Lé cũng bị phạt hành chính 2 lần rồi. Thấy không? Những cái nhân vật này là đều có liên quan hết. À, có dây mơ ghệ má với nhau, có một sự cấu kết với nhau rất là hoàn hảo để công kích, để hãm hại gia đình bà Hằng. Đó, quý khán giả thôi. Bây giờ bảy gà này bây giờ nó bị phá mỏm nữa nè. Bây giờ nó đâu có dám lên video để chửi bà Hằng nữa đâu. Là quý khán giả nó biết nhìn nhận ra một cái câu chuyện như thế nào rồi về một số cái nhân vật này. Thì tôi liệt kê ra thêm một số cái nhân vật như vậy thì quý khán giả có thể bổ sung thêm. Thí dụ còn thiếu ai? À, đầu tiên tôi nói còn thiếu ông Đức Hải nữa nè. Ông Đức Hải phó hiệu trưởng gì nè. Ông Đức Hải mà giáo viên gì, phó hiệu trưởng ở trường đại học cái gì đó vừa rồi mà bị người ta cho thôi chức á. À, còn một nữa, còn nhiều lắm. Mà có thể là đang núp lùm, mình kiếm nó không có quý khán giả, từ từ cũng trội mặt ra cho từ từ đâu đó mặt nào từ từ nó đưa lên trên các mặt báo. Cho tôi nói rồi quý khán giả xem có từ từ có không nha. Giỏi lắm là hết tháng 5 này, nha quý khán giả, không chừng trong tháng 5 này luôn sẽ có rất nhiều những cái thông tin trên các mặt báo liên quan đến những cái đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng ha. Rồi cuối video xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe nha. Bye bye.